Không riêng gì trạm y tế phường Bình Trưng Tây, quận 2 phải dán thông báo này. Trạm y tế phường Tăng Nhân Phú, quận 9 cũng trong tình cảnh tương tự từ nhiều ngày trước. Sự lo lắng không chỉ ở các bậc phụ huynh. Lo chứ, giống như trẻ con nó phải có không, nó sẽ ảnh hưởng giống như đến sức khỏe, mới không tiêm đầy đủ nó sẽ ảnh hưởng. Rất là lo, tại vì khi mà mình đang trong cái giai đoạn mà cần phải chích ngừa mũi 5 trong 1 mà mình không có cái thuốc đó thì con mình nó không được tiêm chủng thì mình cũng rất là lo. Theo cái thông báo của Sở Y tế và Bộ Y tế luôn thì vaccine thì trong cái thời gian tới thì chưa biết chính xác ngày nào là sẽ có vaccine. Trên thực tế thì việc vaccine Queen Vancen trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ ngừng sử dụng vào cuối tháng 8 năm 2018 đã được thông báo rộng rãi. Vaccine có tên là Gamify nhập khẩu từ Ấn Độ sẽ thay thế cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây đều là các loại vaccine phối hợp có thành phần ho gà toàn tế bào, phòng 5 bệnh, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ, do HIV. Thế nhưng các điểm tiêm chủng đều rơi vào tình trạng bị động. Khi vaccine cũ đã hết, còn vaccine mới vẫn chưa thấy đâu. Sở Y tế TP.HCM đã chủ động thông báo cho 24 quận huyện về nguy cơ thiếu vaccine trên vào cuối tháng 8 năm 2018. Thì trước mắt thì những trẻ đó mình vẫn tiếp tục cho trẻ uống cái OPV ngừa bài liệt. Rồi những trẻ đó sẽ được lập vào một cái danh sách. Và sau đó khi mà có Bộ Y tế cung ứng cái vaccine 5 trong 1 thì lúc đó mình sẽ mời cái trẻ ra tiêm bù. Một là có thể là chờ cái lượng vaccine của Bộ Y tế cung cấp. Hai có thể là mình tư vấn cho những bệnh nhân có điều kiện nha. Cái này là có điều kiện để cho người ta lựa chọn vì tiêm dịch vụ là ở trung tâm y tế hoặc các bệnh viện tuyến trên để tiêm cái vaccine 6 trong 1. Trao đổi với phóng viên VTC trong chiều ngày hôm nay thì ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết đây là câu chuyện nằm ngoài khả năng của Sở Y tế và hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ của Bộ Y tế trong việc nhập vaccine Combify để cung ứng cho chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.